Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Khúc ruột miền Trung luôn phải gánh chịu những lao đao lận đận từ thiên tai hàng năm. Và đáng chú ý nhất là mới đây, cảnh tượng cả một quả đồi lớn đổ ầm xuống đoạn đường đông ngược và lại khiến ai cũng phải rùng mình khiếp đảm. Sự việc đã khiến cho ba xã nhỏ phải rơi vào cảnh lầm than. Và chi tiết về vụ việc đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Tối ngày 30 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam Ngô Tấn Lạc thông tin. Lúc 16:30 cùng ngày, một quả đồi lớn thuộc làng Măng Tông, thôn 5, xã Trà Cang bất ngờ đổ ập xuống đường, nơi người dân và học sinh thường xuyên qua lại. Tuy nhiên, nhờ được chủ động cảnh giới nên vụ sạt lở kinh hoàng với hàng ngàn mét khối đất đá đã không gây thiệt hại về người. Có mặt tại hiện trường vụ sạt lở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Cang Ngô Tấn Lạc cho biết, quả đồi bất ngờ đổ ập xuống đường, phía trước là khoảng ruộng, cạnh đó có một nhà dân nhưng rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong thôn và người đi đường, xã Trà Cang đã căng dây cảnh báo khu vực quả đồi sạt lở, đồng thời cử lực lượng túc trực để cảnh báo người dân qua lại. Trong hai ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Trà My nói chung và xã Trà Cang nói riêng có mưa to. Chính quyền địa phương đã vận động di dời xen ghép 24 hộ dân, cảnh báo nguy cơ sạt lở đối với 120 hộ ở các thôn để các bà con chủ động phòng ngừa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Cang cho biết thêm. Được biết, trước đó không lâu, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến một số tuyến đường ở huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông và cô lập nhiều thôn xã. Nhằm đảm bảo việc lưu thông an toàn, thuận lợi cho người dân, chính quyền địa phương đang khẩn trương gia cố khắc phục. Điểm sạt lở tại đèo Eo Chim đi Trà Nham đã chia cắt, cô lập hoàn toàn ba thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng với 490 hộ, 2.216 nhân khẩu. Vị trí sạt lở rộng 50m, vết nứt kéo dài hơn 200m, mái ta luy âm đổ xuống đã phá hỏng gần như toàn bộ tuyến đường. Lực lượng chức năng của xã Hương Trà đã tạo rào chắn và tạo lối mòn đi qua điểm sạt lở. Tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời để người dân có thể qua lại mua lương thực, thực phẩm thiết yếu. Đồi núi ở phía trên đã có những vết nứt toát kéo dài. Nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở trong những ngày tới là rất lớn. Đây là tuyến đường huyết mạch. Việc sạt lở ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh hoạt, mưu sinh của bà con. Anh Hồ Văn Huynh, bí thư đoàn xã Hương Trà, huyện Trà Bồng cho biết, theo ông Đặng Minh Thảo, bí thư huyện ủy Trà Bồng, muốn làm lại tuyến đường phải chờ qua mùa mưa và làm lại tuyến đường mới, chứ đường hiện tại không thể khắc phục được. Do bị cô lập nhiều ngày nên người dân nơi đây thiếu các loại nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm. Trước tình hình khó khăn này, ngày 24 tháng 10, đoàn công tác của huyện ủy Trà Bồng và lực lượng chức năng vượt nhiều cây số đường rừng, cổng lương thực, thực phẩm vào tiếp tế khu vực bên trong. Và bước đầu tiên tiếp cận người dân ở ba thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam. Còn tại tỉnh lộ 622B, đoạn qua xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, trong đêm 24 tháng 10, nước sạt xuống đường, đất đá ngổn ngang gây cản trở giao thông. Ước tính khối lượng sạt lở khoảng 1.500 mét khối. Sáng ngày 25 tháng 10, ngành chức năng đã chỉ đạo điều động xe cơ giới đến giải phóng tạm thời và đang tiếp tục di dời toàn bộ khối lượng sạt lở. Khi đó, tại tỉnh lộ 622B thuộc xã Trà Lãnh có khoảng hơn 500 mét khối đất đá tràn xuống lòng đường. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục. Tuyến đường này thường xuyên xảy ra sạt lở nên đi lại rất khó khăn nguy hiểm. Gần nào đi cũng lo sợ, không biết núi sạt lở lúc nào. Chị Lê Thị Huyền, giáo viên trường trung học cơ sở Trà Xinh chia sẻ. Ông Trần Văn Sương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trà Bồng cho hay, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 10, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, làm cho nhiều khu vực trên địa bàn huyện bị sạt lở, cô lập nhiều thôn xã. Ngay sau khi mưa tạnh, chính quyền phối hợp cùng với các ngành liên quan khẩn trương thông tuyến, khắc phục để cho người dân tham gia giao thông thuận tiện, an toàn. Ông Sương cho biết, ngày 26 tháng 10, địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp cây rừng, mở ra một lối đi bộ xuyên qua các quả đồi để người dân và chính quyền có thể ra vào làng khi cần thiết, nhất là khi người dân bệnh tật cần đến y tế để cấp cứu. Chính quyền cũng chỉ đạo các xã khảo sát những điểm có nguy cơ sạt lở, tiến hành cắm biển báo để người tham gia giao thông biết và phòng tránh. Tiếp theo là phát hiện về vụ việc núi Bà Đen sụp đổ không phải là do tự nhiên. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Sau khi vụ sạt lở gây kinh hãi tại núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh xảy ra, Bà quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết, nguyên nhân hiện tượng trên không phải là sạt lở núi tự nhiên như nhận định ban đầu. Vụ việc trên không gây thiệt hại về người, nhưng lượng lớn bùn đất khi chảy xuống đã vùi lấp một phần diện tích đất cây trồng của các hộ dân nhận khoáng trong phạm vi khu vực núi Bà Đen. Do bị vùi lấp và hiện trường khu vực xảy ra sự cố vẫn còn nước, bùn đất trơn trượt,
nên chưa thể thống kê được chủng loại, số lượng cây trồng và diện tích rừng bị ảnh hưởng. Dự kiến khi thời tiết thuận lợi, ban quản lý sẽ tiếp tục phối hợp cùng sở, ban ngành liên quan đến kiểm đếm, đo đạc diện tích bị ảnh hưởng và báo cáo đề xuất phương án khắc phục, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Hiện nay, trên khu vực đỉnh núi, đơn vị thi công cùng với ban quản lý đang triển khai khắc phục sự cố, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tối đa. Trong thời gian tới, ban quản lý sẽ tiếp tục phối hợp cùng với cơ quan liên ngành và đơn vị thi công nắm bắt tình hình, dự báo và ngăn ngừa những diễn biến phát sinh liên quan vụ sạt lở này. Ngày 16 tháng 11, ông Trần Hải Sơn, phó trưởng ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, ngày 15 tháng 11, đơn vị phối hợp chi cục kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra đánh giá nguyên nhân. Theo đó, tại khu vực đỉnh núi và sườn phía đông của Núi Bà Đen có xuất hiện dòng bùn lẫn với đá chảy xuống lưng chừng núi. Đoàn công tác xác định hiện tượng này không phải do sạt lở núi tự nhiên gây ra như nhận định ban đầu, mà nguyên nhân là do thời gian qua có một khối lượng lớn đá và đất được tập kết để phục vụ thi công các công trình xây dựng hạng mục cảnh quan trên đỉnh núi. Khi gặp mưa lớn nhiều ngày, lượng đất đá này đã bị đẩy trôi, tạo thành dòng bùn đất chảy thành bệt dài từ khu vực đang thi công xuống lưng chừng phía núi đông vào chiều ngày 14 tháng 11. Sự việc gây chú ý đối với người dân địa phương. Bước đầu, đoàn đánh giá vụ việc trên không làm thiệt hại về người. Tuy nhiên, dòng đất bùn đang chảy xuống đã vùi lấp một phần diện tích đất, cây trồng của các hộ dân nhận khoáng trong phạm vi khu vực Núi Bà Đen. Ông Sơn cho hay, do bị vùi lấp và hiện trường khu vực xảy ra sự cố vẫn còn nước, bùn đất trơn trượt, nên đoàn chưa thống kê được từng loại, số lượng cây cụ thể và đo đạt diện tích rừng bị ảnh hưởng. Cũng theo ông Sơn, dự kiến thời tiết thuận lợi, nắng ráo, ban quản lý tiếp tục phối hợp cùng với sở ngành liên quan tiến hành kiểm đếm, đo đạc và có báo cáo đề xuất phương án khắc phục, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Về giải pháp xử lý, ông Sơn cho biết thêm, hiện tại trên khu vực đỉnh núi, đơn vị thi công cùng với ban quản lý đang triển khai các biện pháp khắc phục hiện trường, không để tái diễn hiện trường trên và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tối đa. Trong thời gian tới, ban quản lý tiếp tục phối hợp cùng với cơ quan liên ngành và đơn vị thi công để nắm bắt tình hình, tiên lượng và ngăn ngừa những diễn biến phát sinh mới, ông Sơn nói. Hiện ban quản lý khu vực du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã báo cáo vụ việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục theo dõi chỉ đạo. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 11, người dân bất ngờ chứng kiến vụ sạt lở từ trên Núi Bà Đen. Theo người dân địa phương, đây là vụ sạt lở chưa từng có tiền lệ. Tại hiện trường, một vệt đất đá sạt lở kéo dài từ phần đỉnh xuống chân núi. Núi Bà Đen cao 986m, là một ngọn núi có độ cao nhất vùng Đông Nam Bộ. Hiện khu du lịch Núi Bà Đen đang được một đơn vị đầu tư xây dựng khai thác du lịch. Liên quan đến vụ sạt lở Núi Bà Đen, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, kịp thời bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục, chuẩn bị phương án ứng phó với mọi tình huống. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.